Ok, bây giờ các bạn sẽ làm quản lý sản phẩm. Thì cái giao diện của chúng ta đã thống nhất với nhau rằng là chúng ta sẽ sử dụng cái giao diện này. Thì các bạn chú ý rằng cái sản phẩm của chúng ta nó sẽ hơi lạ một tí. Tức là chúng ta vào cái trang là product này. Có page product không nhỉ? Need product ấy. Cái kích tạo ở đấy cũng được. Đây, ví. À, chết rồi. Vì chúng ta copy sang bên kia rồi đúng không? Đây, tức là chúng ta ra vào cái theme này và các bạn vào demo đi. Đấy, sau đó chúng ta sẽ xem chi tiết một cái sản phẩm á. Thì các bạn nhìn cái trang chi tiết này, một cái sản phẩm thì nó có các cái ảnh liên quan. Đấy, em nhìn thấy không nhỉ? Thấy không? Thì hôm nay chúng ta sẽ làm quản lý sản phẩm nó hơi khác một chút. Và cái thứ hai các bạn nhìn thấy nó có description. Tức là bây giờ chúng ta sẽ phải phân tích database nó hơi khác một chút. Đấy là chưa nói đến cái phần là màu sắc nhá và kích thước đấy. Màu sắc và kích thước thì đã hướng dẫn trên YouTube rồi, các bạn có thể vào đây xem. Nhưng bây giờ tôi sẽ hướng dẫn thêm cái mà chúng ta chưa được học thôi. Đấy là cái sản phẩm có nhiều ảnh và cái description. Cái này thì chúng ta sẽ sử dụng CK Editor. Còn cái này thì chúng ta sẽ phân tích database như sau. Tức là một sản phẩm thì sẽ có nhiều cái ảnh liên quan, cho nên chúng ta sẽ tạo ra một cái bảng mới có tên là Image Product, đúng không? Một sản phẩm có nhiều ảnh. Đấy. Và cái description này thì đơn giản rồi, chúng ta sẽ sử dụng cái CK Editor để mà làm thôi. Còn cái màu sắc này thì chúng ta đợi project chúng ta làm nhé. Đấy, nó sẽ rất đơn giản thôi. Thì tạm thời bây giờ chúng ta sẽ quản lý đơn giản trước. Ok, dần dần các bạn đắp nó vào thêm. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp. Thì hôm trước chúng ta có sử dụng cái đạo tạo database chưa? Hay mới có bảng category thôi. Category thôi đúng không? Đấy, danh mục cha con nhé. Đấy, chúng ta có parent ID này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tạo bảng product các bạn nhé. Thì các bạn biết rồi, chúng ta sẽ dùng câu lệnh gì nhỉ? PHP AR Tsan Max Max gì nhỉ? Max 2 chấm mi không phải Max model cách product này. Sau đó là trừ gì? Trừ m. Ấy, viết sai à? ART à? Rồi. Thì lúc này anh em sẽ tạo cho tôi cái bảng product như sau. Thứ nhất là anh em sẽ thấy rằng nó có những trường gì nhỉ? Chúng ta có chúng ta cài luôn nhá. Là vào vào slip à. Phải không? Này đúng không? Rồi các bạn cài cho tôi cái này vào. Ok, sau đó chúng ta sẽ sử dụng column 4 chấm trinh. Không đúng à? Gõ sai đúng không? Không phải, gõ sai cái gì đấy? Sai cái gì nhỉ? Cách này, 4 chấm này, trinh này, đúng không? Và vẫn là name thôi, chúng ta có thể bỏ qua này, đúng không? Có làm tí, cái này validate sau các bạn nhé, dạng tự validate đi. Đấy, không còn cái gì nữa nhỉ? Column này, 4 chấm, price đi nhỉ? À, nhập, price là gì nhỉ? Float à, hay double, luôn nhá, price. Cái nào nhỉ? Đây à? Đấy, rồi gì nữa? Sale price đúng không? Sanea price. Gì nữa không em nhỉ? Ảnh đi, volume 4 chấm trinh kìa, cay đấy nhỉ? 4 chấm trinh ảnh à? AMG E255. Rồi, còn gì nữa không em? Nunable là được phép rỗng đúng không? Còn gì nữa nhỉ? Category ID đúng không? Chúng ta có khóa ngoại thì mở shop. Nhớ lúc này nó phải sử dụng đó là unsigned big đúng không? Unsigned big int. Tức là chúng ta sẽ vào trong này hướng dẫn tạo khóa ngoại này. Đấy, sau đó đâu nhỉ? Đây đúng không? Copy luôn này nhá. Rồi, này mình copy cái này thôi nhỉ. Mới thêm được cái này này. Thấy không? Copy cho tiện đấy. Đấy, rồi khóa ngoại luôn đúng không? Khóa ngoại rồi tự gõ đi vì nó đơn giản quá rồi. Đấy là cái gì nhỉ? Column gì nữa nhỉ? FK đúng không? Index foreign key ở khóa ngoại này,
chiếu đến ID này, on trên bảng gì nhỉ? Atago y dài thì nghi ngắn thêm s đúng không? Rồi, thế thôi nhỉ, đủ chưa em? Còn gì nữa? Còn description đúng không? Còn slug đúng không? Còn muốn làm slug luôn không? Slug là cái đường dẫn chuẩn SEO ấy mà. Đây này. À đấy, đấy, đây, vừa này. Đấy. Các bạn nhìn thấy trong này nó sẽ là hướng dẫn khoa học khoa ngoại migration trong Laravel, chính là lấy tên tiêu đề này. Đấy, ok chưa nhỉ? Đấy. Này cũng là một cái mà người ta hay làm. Và các bạn không tin thì nên trên Shopping mà xem, hay là Rudy nhá. Rudy đúng không? Rudy viết nào nhỉ? Rudy. À, chúng ta mua cái này đi. Cái váy này đi. Đấy, các bạn nhìn thấy này, áo bốn lỗ Nusi cái gì? Thun à? Hách dáng luôn này, thi làm cái mà đùi to như đùi ếch thành người mẫu luôn này. Nhưng mình đang làm gì nhỉ? Slug à? Room này. Đúng không? Xong cái gì nhỉ? Đố bạn biết nó là gì đấy? Chính thôi. Ừ. Và Slug. Cái này có hai cách. Một là chúng ta sẽ dùng cái hàm Slug của tầng Laravel luôn. Hai là chúng ta sẽ dùng JavaScript để tạo. Nếu mình dùng JavaScript đi nhỉ. Rồi sau đó là trong này sẽ là cũng thế đi. Và nhớ nhá, cái nếu mà chúng ta sử dụng Slug ấy thì chúng ta sẽ phải là duy nhất các bạn ạ. Thì sau này mình mới tìm kiếm chi tiết ở đây đấy, hiểu không? Đấy, thì nó sẽ là gì? Uni. Sai cái gì nhỉ? Xong cái gì nữa nhỉ? Description đúng không? Chúng ta có volume 4 chấm sinh description. Hỏng vất đi. Cái description này nó rất là dài các bạn nhé. Đấy, cái này thì nó đơn giản, nó rất là ngắn như này thôi, nhưng mà có những cái description nó khá là dài. Em nhìn này, chi tiết sản phẩm này. Đấy, nó có cả ảnh ngọt gì nè, xinh thế đúng không? Đấy, nó dài lắm. Thì làm nào để dùng cái này thì chúng ta sẽ phải dùng thôi bằng cách là tìm ở đây. Chúng ta sẽ không hạn chế 255 mà chúng ta sẽ phải dùng long text, hoặc là chúng ta dùng kiểu dữ liệu là text. Thế thì mình sẽ xem vào trong cái phần migrate xem nó là gì. Text nó là gì nhỉ Thi nhỉ? Text cái text. Đúng rồi, nhưng mà kiểu dữ liệu text ấy. Khổ quá nhỉ. Đây, chọc đến text luôn này. Đấy nhỉ. Ừ, ok luôn mà. Đấy thì chúng ta sẽ bỏ cái này đi và các bạn sẽ gõ lại cho tôi đó là column 4 chấm text. Các bạn nhìn nó sẽ tự động đặt trường là description này. Chuẩn chưa? Đấy. Ok, mình bỏ cái này đi. Bỏ default đi. Còn gì đâu? Mình nghĩ em còn gì đâu? Màu mè. Thôi, màu mè tính sau. Màu mè có trên cùi code rồi. Có chưa thì nhỉ? Có rồi đó. Mình cứ làm được cái này thì màu mè mình sẽ làm được thôi. Màu mè thì tất nhiên nó khó hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy nhá. Mình sẽ chạy luôn. Bởi vì cái này thì chúng ta sẽ thấy rằng nó có cả cái gì nữa nhỉ? Cùi code nhá, có quản lý sản phẩm, quản lý thuộc tính sản phẩm rồi mà. Hình như Laravel nhỉ, đúng không Thi? Quản lý sản phẩm của ông ta. Đây, quản lý thuộc tính sản phẩm này, tức là nó có màu có size sủng gì đấy. Đấy, cái này tính sau nhá. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái này trước. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thêm một sản phẩm thì sẽ có nhiều cái ảnh mô tả ấy, đúng không? Rồi tạo luôn thêm một bảng nữa nhé. Bảng đó được gọi là bảng email product nhé, hay product email. Đặt như nào nó chuẩn nhỉ? IMG product đúng không? Tạo luôn thì sợ gì? Rồi cái bảng IMG product này thì nó có cái gì đây? Nó sẽ có ID và nó sẽ có thêm đó là ID của sản phẩm. Hiểu ý không nhỉ? Đấy, nó sẽ có ID của sản phẩm, cũng sẽ là khối ngoại luôn. Cho nên lúc này chúng ta sẽ mở các bảng product này lên và copy cho tôi dòng này. Bạn thả vào đây thôi. Và chúng ta sẽ đổi một chút cái này là product ID. Chuẩn luôn đấy, đúng không? Product sheet-id, reference sheet-id và chiếu đến cái bảng có tên là product. Có S.
Tiếp theo nữa là chúng ta cần một cái trường để chúng ta lưu trữ ảnh, đó là email luôn, copy và các bạn thả giúp đây cho tôi. Ok, vậy thôi, đấy là chúng ta sẽ tạo được để là đủ làm quản lý sản phẩm đơn giản rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chạy câu lệnh đó là PSP. Sao em? Hả? À chưa khoa ngoại đúng không? Cái gì? À đúng rồi, chưa gì? Chưa có trường đúng không? À đây. May thế nhỉ. Đây. Rồi, sau đó bây giờ anh em sẽ có câu lệnh đó là mũi tên lên. Tên gì nữa? Ờ nhỉ. Ngáo thế. Hay mình dùng cái tool nào đấy hack cả cái trang của người ta về làm trang của mình nhỉ? Có không? Có trang nào thôi nhỉ. Migrate. Ui, hoảng rồi, nó bảo cái gì đấy? Bù lắc ID, do not exit. Cái gì đấy? Đâu, đã chạy đâu? Bù lắc. Có viết sai gì không? Hả? Ở nhà đã níu đó. Cày đấy. Mũi tên lên thôi nhỉ. Thôi xong rồi. Đồn tồn tại cái bảng đấy rồi đấy nhỉ. Tạo myWebsite mới à? Luôn bách được không nhỉ? myWebsite 2 chấm gì? Đâu nhỉ? Viết nào nhỉ? Đây à? À đây nó có chức năng này nhá. Đấy. Đúng không? Cần đơn về đúng không? Rồi, zone back sản phẩm rồi đúng không? Zone back cái gì nữa nhỉ? Thế thôi chứ nhỉ? Kiểm tra database cho nó tạo được mấy bảng này. Nhanh lên. Navel này. 1 2 3 4 4 hai ba một sáu bảng à. Rồi, chưa có product với cả gì nhá, bây giờ mình có lại thôi nhỉ, mũi tên lên nhỉ, migrate đúng không, chạy thôi. Ui, cái gì đấy, à có bảng email rồi á, ai nó sao có bảng email chạy trước à, không phải nhỉ, thế phải rollback rồi, rollback phần nữa. Ui thế mất luôn cái bảng danh mục của tôi, chịu rồi. À, cái bảng email product này vẫn còn à? Bướng nhỉ? Xóa luôn. Xóa luôn cái này đi được không? Rồi. Đấy đúng không? Thế mất dữ liệu mất. Nhưng mà thôi mình có cái gì đâu mà mất. Đấy, bây giờ mình sẽ vào đây để thêm mới danh mục này. Thêm mới vài cái danh mục đúng không? Đấy là áo. Danh mục cha luôn đúng không? Một quần. Đấy, thêm áo nữ. Danh mục cha là áo đúng không? Đấy. Rồi là vừa lấy nó mình xem cái sản phẩm gì, áo ba lỗ à? Ba lỗ. Nữ à? Áo nữ đúng không? Đấy. Rồi, danh mục đệ quy đấy thì tí up sau. Bây giờ chúng ta sẽ làm quản lý sản phẩm thôi các bạn, làm quản lý sản phẩm nhá. Chúng ta sẽ làm vào đây một cái menu thôi, các bạn mở tiếp này ra. Copy cái này thôi nhỉ em nhỉ, copy cái nào nhỉ, trong gì xuống đâu rồi đấy, sau đó là trong admin này mình copy cái nào lên, category copy lên, copy này paste này, cho nên chúng ta làm được một module thì các module sau cứ hết copy và sửa thôi. Rename này, cái này đổi nó thành đó. Rồi. Thế, sau đó mình định nghĩa router thôi. Router thì hôm trước tôi hướng dẫn các bạn sử dụng router resource rồi. Thì bây giờ các bạn cũng thế, dùng router resource ở đấy. Copy luôn. Canon C, Canon V. Cái này đổi thành gì ạ? À? Product. Tất nhiên thì chúng ta phải tạo category product container đúng không? Mình tạo chưa? Chưa, đúng không? Bây giờ mình tạo nhá. Cú pháp là gì nhỉ? PSP ARTisanMaker 2 chấm control
cách a để mình soạn product con trừ n, đúng không, trừ gì luôn nhỉ? Ừ, mình dùng router resource rồi cho nên mình dùng trừ r luôn nhé. X viết sai à, cái này từ này viết sai, hôm nay viết sai hai lần rồi đấy. T à, rồi thì trong này chúng ta sẽ làm tương tự thôi, đầu tiên sẽ là trang danh sách đúng không, thì mình sẽ gắn link luôn. Đi gắn link thì nó nằm ở trong cái layer đúng không, và menu thì trong này chúng ta sẽ thay cho dashboard ở đây, chúng ta ghi là quản lý sản phẩm ním là đi học nhỉ, sản phẩm. Rồi trong này là danh sách sản phẩm, và cái này em sẽ cho thêm là thêm mới sản phẩm. Đấy. Rồi thì lúc này chúng ta sẽ, anh em làm thêm mới danh sách trước. Danh sách trước hay thêm mới nhá? Thêm mới nhá. Thêm mới trước đi. Mình sẽ gắn cái link để thực hiện thêm mới nè. Thêm mới sản phẩm thì các bạn còn nhớ cái đoán được cái router nó sẽ là gì không? Quy tắc nó là gì không? Có thì viết đi. Nó là gì? Em đọc đi. Ok em. Xoắn gì nữa nhỉ? Đúng rồi, router. Nháy. Đúng. À hay đấy nhỉ. Rồi thì bây giờ nếu mà đúng thì ấn vào nó sẽ ra cái trang trắng tinh. À, không phải ra trắng tinh à? À, sao nó ra cái này? Cái gì chưa đổi tên em? À, cái container này vẫn gọi đến category container đúng không? Cái này phải đổi thành gì? À, dưới này chứ. Đổi thành paro đúc. Đắc con cái gì nhỉ? Con à? Container. Nhớ chỗ này thì anh em dùng về anh em phải gì đó nhỉ? Nhiều đúng không? Pệt vào. Rồi lúc này chúng ta chạy thì nó mới ra tranh trắng. Đúng không? Đúng thì phải ra tranh trắng nhỉ? Đấy, đúng không? Thế bây giờ điều hướng thôi, mở category product container lên. Sau đó anh em sẽ, đây nó nhảy vào đây nhỉ Thi nhỉ? Yeah. Ừ, sau đó mình return view thôi đúng không? View của mình là gì? admin.product. Thêm mới lại ra index em. Add đúng không? Thế thì bây giờ ra đây nỗi luôn. Nỗi đấy vì nó không hiểu biến category, tức là nó chạy rồi đấy, nó chuyển sang cái dữ liệu ở trang này này. Nó ở trong cái product này và trang add này thì nó lúc này đang duyệt cái này đúng không? Danh mục mà, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ phải thiết kế lại cái form thôi. Cái này tiêu đề sẽ là thêm mới sản phẩm. Phẩm. Ok. Ok, bây giờ vẫn là tên sản phẩm. Các bạn validate, tự validate nhá. Ừ. Cái gì nữa nhỉ? Tên sản phẩm này nó có mấy thứ nhỉ? Tên sản phẩm này có gì nữa nhỉ? Giá sản phẩm à? Giá khuyến mãi nhỉ? Nhiều vậy. Giá KM. Gì nữa em? Danh mục đâu? Chọn danh mục. Rồi ra danh mục này thì bỏ đi. Đấy. Rồi. Ôi mình có trạng thái sản phẩm không? Có à? Không thì vứt đi nhá. Vứt đi nhỉ? Nhé ra mình thêm vào cũng được nhá. Xem đó vẫn lỗi biến này thôi đúng không? À, biến này thì khi mà thêm mới sản phẩm mình vẫn phải duyệt cái dữ liệu của danh mục ra đúng không? Mình viết nào nhỉ? Khai báo biến thôi. Đô la catuit bằng không, lấy ra danh mục để sâu để người ta chọn đấy. Giống như này này, giống như khi mình thêm mới một cái sản phẩm ở đây đúng không? Đấy, mình chèn này thì người ta sẽ cho mình chọn ở đây này em này, thấy không? Đấy thì mình cũng chọn như thế thôi. Lý do mình phải viết ở đây đấy là category 4 chấm on à hay nhỉ. Rồi đúng rồi, nhưng mà phải gì ở đây đã? UAP soạc model quest soạc ấy à, sai nhỉ, k chứ
Kiểu gì tí cũng phải dùng product mà thôi, đúng không? Tôi dùng thằng nào mình yêu thằng đấy. Rồi sau đó mình compact nó sang, đúng không? Compact. Compact. Tại sao thế nhỉ? Compact nghĩa là gì? Đấy, chọn thôi nhỉ. Hay nhà đẹp luôn nhỉ. Nó xấu đấy. À nó thiếu trường thì nó chả xấu đúng không? Nó còn gì nhỉ? Ảnh ọt à. Ảnh à. Ảnh cái này đúng không? À, ảnh đi. Ảnh sản phẩm đi. Ảnh sản phẩm. Ủa. Ừ nhỉ. Đúng đúng đúng. Cái này là phải là gì? Type bằng file. Ảnh chi tiết nữa à? Nhỉ. Ô sao mình chia cái này ra màn hình ra làm đôi nhỉ? Nó hợp lý hơn ấy nhỉ? Chia sao được nhỉ? Chia được chứ. Chia côn là chia được thôi đúng không? Thôi kia bạn về tự chia đi. Chia gì đây? Ảnh chi tiết à? Ảnh mô tả. Mô tả. Rồi. Tiếp theo anh em còn cần thêm cái gì nữa? Cần description nữa gì? Nhờ. Đủ chưa anh em? Trong database phân tích có gì thì bây giờ mình nôi ra từng đấy thôi. Description đúng không? À, description. Còn slug nữa gì? Ok, slug luôn. Slug đâu? Đây à? Slug. Đường dẫn. Đấy, các bạn có đường dẫn slug à? Giờ slug nó ra đường dẫn rồi đúng không? Rồi, thì kệ nó cứ để đấy đã. Đấy. Ok, mình có sẽ có thêm cái gì nữa nhỉ? Mình sẽ dùng thêm cái này nữa. Người ta gọi đó là cái CKS CK Editor 4. Các bạn dùng bản 4 thôi, sao đơn giản á. Bản 4 nhá. Sau đó là chúng ta sẽ kích vào sử dụng đâu nhỉ? Đâu 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 đâu. Document. Sau đó chúng ta sẽ dùng luôn. Dùng luôn được không? Đây. Các bạn có thể tải về. Tớ dùng online luôn. Đấy là tớ sẽ dùng online thì dùng kiểu gì? Phải tải về à? Nhất quyết là phải tải à? Có dùng được online không? Tải dùng nhỉ? CD nào? CD này à? Đây nhỉ? Đúng luôn nhá. Đây là bản 5 mất rồi. Bản 4 này. Copy này nhỉ? Sau đó vứt vào trang của mình nhé. Cái trang nào các bạn cần thì các bạn thả vào. Master thì nó sẽ tồn tại trong tất cả các trang, kể cả trang danh sách. Thế bây giờ để cho tiện nhất thì mình có thể thêm một đoạn nữa để cho nó tối ưu á. Tức là lúc nào mình cần thì mình thả vào, không cần thì thôi, kiểu như vậy. Thế các bạn thêm cho tôi cái này, trong cái trang master các bạn thêm cho tôi cái year a còn GLD. Các bạn điền đây là custom tầm viết nào nhỉ? GS. Đấy, new vào. Sau đó trang nào cần nhé. Ví dụ trang product cần này thì mình lăn xuống này. Mình viết ở đây thêm cái này. A còng section đúng không? Viết nào nhỉ? Đây. Ây, chịu rồi. Thật viết luôn đi. Section như này đúng không? Hả? À, đây à. Một tròn đúng không? Nháy nháy này. Ây. Cái gì nhỉ? Mình ghi là cái gì nhỉ? Custom GS à. À ok nhờ. Nhớ chỗ này phải có A còng N nhé. N section đúng không? Sao nó không gợi ý nhỉ? Ông chưa gợi ý mà. À mình chưa cài đúng không? Rồi sau đó các bạn thích cái gì thì bạn ném vào đây. Ném này vào nhé. Copy cái link này. Tất nhiên là mình nên tải nó về cho nó gì nhá. Rồi sau đó là mình copy cho tôi thêm cái đoạn này nữa. Script này này. Thế là xong. Thả vào đây. Xấu đấy nhỉ. Đấy, được chưa? À, trong này thì mình cần có một cái text area và nó có một cái name đó là editor 1 là xong à? Có vẻ sai sai đó. Name là editor 1 đó. Cái từ đấy nhá. Đấy, xem nào. Nó muốn ra gì cũng đang.
Vớ vẩn rồi, thật là vớ vẩn. Kiểm tra nhá, nó lỗi gì không? Nó gì nhỉ? Cái gì? Cần nation thì chịu rồi. Cần nation này. Invalid nation key. Cần nation á? Sao lại cần nation? Hả? Ở đây là NTS này nhỉ? Và video, video. Không có cái gì dùng được à? Ngoài như thế nào dùng được. Thôi tôi tải nó về đi. Chọn bản mấy nhỉ? Giờ nhìn cái giao diện này nó lạ đấy nhỉ? Cái gì đấy? End of night. Sao đấy? Hoàng à? Thật đấy. Không cho dùng thật đấy. Đây, dùng cái này. Đúng này em nhé. Đúng này này. Đấy, đấy, cái này nhé, cái này này. Cái này. Đấy, sau đó chọn cái bản standard đi, hay full make it. Standard không nhỉ? Download. Rồi, sau đó mình nhúng vào cái của mình thôi. Không vấn đề gì đâu mà. Nhưng vấn đề bây giờ nó sẽ hướng dẫn mình sử dụng như thế nào. Quick Start Guide này. Đấy, cái này mới hợp lý này nhờ. Đấy, dùng cái này nhá, dùng cái GS của nó trên đầu này. Sau đó dùng cái Tag ID này, có name này, có cái ID là được này. Thế là xong. Thử nhá. Nó tải về chưa nhỉ? Ui, cả cục này luôn à? Xả lén ra thôi nhỉ. Hãy check here nhá. Đây này. Ui, to đấy. Chẳng sao đâu nhỉ, copy nhá. Copy này, xong nó bắt đầu nữa nhỉ? Bắt vào, public à? Sau đó là asset đúng không? Đấy, ngày xưa dùng tiny cũng được. Thôi mình dùng CK đi. CK là CK là gì nhỉ? Đúng đúng, CK là chồng ấy. Đấy, sau đó mình link thôi nhỉ? Trong cái ad này, custom. Mình sẽ link cái kia vào. Bằng cách nào dùng cái hàm gì còn nhớ không? Xoắn nó xoắn, xoắn nó xoắn. Asset. Có ad không nhỉ? Không. Nháy nháy cái gì? À, asset lại nháy mà asset tiếp à? Hay nhỉ? À đấy à? Có ad à? Không sạc cái gì nữa nhỉ? Sạc này hay sạc kia? Hay sạc này? Hay sạc kia? Sạc này à? Không gì nữa. CK Editor. Sửa trông à? Căng nhỉ? Xoạc tiếp này. À thiếu 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 thiếu. Gì nữa nhỉ? Cái gì qua cái gì? CK Editor. Trông Editor. Ơ à, sao lại thế nhỉ? Biết sao? Cái này à? Chấm JS à? Hả? Ừ, đúng rồi đấy. Rồi sau đó nó copy cái gì tiếp? Đây nó chỉ dùng JS thôi mà. Ckter.js này. Copy này cho tôi. Copy cái đó. Sau đó là thả vào đây. Thay vì cái vừa nãy của mình ấy, thì bây giờ mình thả cái này vào. Đấy. Các bạn có thể ném vào trong một cái như này đi. Đấy, tức là trong một cái form group ấy thì nó sẽ hợp lý hơn, nó đẹp hơn đó. Cái đấy này. Thả vào đây này. Đấy. Ô, mất cái gì rồi? Label à? Cái này là mô tả. Rồi, thử nhá. Đấy, xong là giữ nguyên cái đoạn code này nhỉ. Thôi cứ copy cái kia cho chắc. Đây. Chồng editor.zplate. Ô, vẫn thế à? Thế này. Nhờ. Thế này dùng được chưa? Thử nhá. Đâu nhỉ? Đây à? Mà. Đấy. Đâu à? Đây. F5 này. Úi. Ngu rồi. F5 nó bật ra cái gì đây? Ưng chưa? Úi. Vỡ giao diện này.
kệ nó nhá, về các bạn tự sửa đi nhỉ. Rồi thì cái này nó sẽ soạn thảo được, ví dụ như chúng ta copy cái này vào. Cái gì xấu? À cái giao diện nó xấu gì? Kệ nó đi. À, nó bị mất cái clip gì đó cho nên bị chui xuống. Được luôn mà. Đây nhá, đấy, cho H1 này. H1 luôn này, thấy chưa? À, hay đúng không? Đấy, mặt cười mặt quyết cho vào đi, ví dụ như là tóm lại là cái CK từ rất là hay đúng không? Đấy. Rồi, thế rồi. À, sau đó là mình nhiệm vụ bây giờ là phải thêm mới. Và thứ hai nó phải giải quyết được cái mô tả. Có làm cách nào để cho nó cắt cái thằng này sang bên này cho nó bị vỡ đâu nhỉ? Chia đâu thôi đúng không? Chia như nào? Tên sản phẩm với đường dẫn là nằm chung một cái đúng không? Cái nào bé bé thì cho nó nằm chung một cái. Tức là trong cái form book body à, nó lại làm cho book body nhỉ. Tức là trong này chúng ta sẽ dùng row đúng không ạ? Row à? Liệu vỡ giao diện đâu? Thôi kệ nó nhỉ. Sau đó chấm gì? Côn. NG. Chia mỗi thằng là 6 gì? Hình như cái này là MD mới đúng. Mình bootstrap 3 nó là MD. Chắc thế, không nhớ lắm. Có cái này vào đây, không thả vào đây gì? Nhìn cái điêu điêu ấy. Đây đúng không? Xấu đấy. Xem nó giao diện lúc này để xấu hơn ấy thì à cũng không xấu lắm. Không xấu lắm thì ạ. Chia tiếp nhỉ? Chia cái gì nữa? Ô bốc cái gì nữa nhỉ? Côn 6 tiếp à? Sáu đúng không? Lẽ ra các bạn chỉnh lại cái giao diện kia để nó đỡ bị rụng xuống hàng thì ok hơn. Rồi mình làm lại được. Đây là cái gì ấy? Giá sản phẩm à? Giá sản phẩm xong đi với giá khuyến mãi nữa đúng không? Đấy, mấy chú đấy cùng một hàng đi. Đấy. Danh mục thì thôi. Chưa đẹp lắm nhỉ? Thôi kệ nó đi nhá. Thông thường ấy thì người ta sẽ bóc nốt cái này, cái mô tả sản phẩm người ta bóc sang cái góc này này. Vì nó phướn thừa một góc này mà. Thôi kệ thì các bạn làm nào làm chịu khó lắm. Bây giờ vấn đề là chúng ta sẽ thêm mới sản phẩm. Thêm mới thì vẫn đơn giản đó. Đấy là làm nào? Đầu tiên đặt cái gì trước? Đặt đi. À, thứ nhất là cái action này sẽ nhảy vào đâu? Thay vì product nó sẽ nhảy vào, à thay vì category sẽ nhảy vào đâu nhỉ? Product store chấm store hoặc đặt tên thôi, name bằng name này, đường dẫn thì chúng ta đặt là gì? Slug này, giá thì sẽ là price, thằng này sẽ là ấy price, còn thằng cu này sẽ là cái gì nhỉ? Cái này sẽ phải là category sheet trừ ID, chuẩn rồi. Thằng cu này sẽ là gì? Photo. Thằng cu em này sẽ là gì? Photo nhưng mà có S. Tức là ý là số nhiều á nhỉ. Đây như này gì? Photo S như này à? À thằng cu này sẽ điền là description. Description viết nào nhỉ? Description như này đúng không? Hả? À, SKRIPT. Hay nhỉ. Rồi. Thế đủ rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ thử DD Dona dịch quẹt chuẩn ôn nhá. Các bạn sẽ validate giống như validate của buổi kia nhá. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng thông qua đối tượng dịch quẹt này luôn thôi. DD Dona dịch quẹt chỏ đến gì ạ? Ôn. Rồi, nhập đi, ví dụ áo. Đâu rồi? Cái du đi vừa lấy đâu nhỉ? Cái đẹp đẹp đâu rồi? Ôi từ chết rồi, mất cái rồi. Thiếu gì?
Vừa nãy mình có cái áo ba lỗ đẹp lắm mà nhỉ. Đây à? Đấy, đúng rồi, áo ba lỗ này. Ui, có cả video luôn này. Càng thế. Đâu nhỉ, về đây mình xem cái áo đẹp lắm mà. Áo ba lỗ. Rồi. Đây. Đấy, nhưng mà bây giờ làm sao để nó biến đổi cái slug được luôn? Có rất nhiều cách, hai cách. Cách thứ nhất là mình sẽ dùng luôn cái slug của thằng Navel, nó có luôn slug. Đấy, em nhá. Cách thứ hai là mình sẽ dùng JavaScript để nó gen ra cái này. Để cho người ta nhập cái gì phát nó đổi thành cái này luôn. Sau đó người ta có thể tự sửa cái đường dẫn của người ta theo ý muốn của họ. Hiểu ý không nhỉ? Đấy, mình dùng cách nào? Cách hai à? Cày thế, chơi khó thế. Và insert từ này, cái slug JavaScript tự động tạo mà. Đây. Sau đó là ui, copy đoạn code này cho tớ. Copy đoạn code này nhá. JavaScript rồi. Thì mình copy nó viết sẵn rồi, mình copy rồi mà. Còn không thì dùng của Navel. Có thích tự gen ra cái này không hay thích dùng của Navel? Ok. Rồi thì bây giờ các bạn mở này ra. Các bạn thêm tôi đoạn script nữa thì nó cũng khiếp phết đấy. Script nhá. Đấy, khiếp đấy. Có gì đâu, mình đọc phát là mình hiểu luôn mà. Đầu tiên nó sẽ lấy cái value của cái name ạ. Sau đó thay thế dấu, nó biến tiếng Việt thành tiếng thường và khoảng trắng thì nó thêm cái quạch. Đây cái ID nhá, các bạn đặt đây đi nè. Product name này. Product name nhé. Copy cái product name này. Làm đây. Các bạn làm này. Có thể là đấy, khai báo như này cũng được. Đấy, đổi cái này thành get document get element by ID của product để lấy value của nó đúng không? Sau đó nó đổi này, đổi bằng cách là sử dụng cái product name này chấm to loud cây, tức là thành chữ thừa thường ấy đúng không? Sau đó nó thay đổi các cái chữ A gì đấy thành chữ A này. Đúng không? Tất cả nó thay đổi hết cái đấy đúng không? Còn dấu riếc thì nó sẽ thành cái gì nhỉ? Các cái ký tự đặc biệt thành cái gì đấy, còn nó thành chữ gạch ngang thay thế. Khoảng trắng thành gạch ngang. Đúng không? Sau đó là document get element by ID chấm slug chấm value, nó add cho cái value của biến slug này bằng cái này đúng không? Thế là chúng ta cần phải có một cái ID nữa để hứng ở đây. Hứng ở đâu? Đường dẫn slug ấy, đây này, ID là slug. Thấy chưa? Sau đó bây giờ nó bắt sự kiện gì, quan trọng là dùng sự kiện gì. Ở đây là train to slug, tức là khi chúng ta phải có một cái sự kiện để nó chạy vào đây. Chúng ta dùng sự kiện gì? On train. Khi nó nhập phát nó đổi luôn đúng không? Chúng ta thử nhá. Đây, cho trong input này chúng ta sẽ có on train. On train hoặc là on key up. Viết nào nhỉ? Up. Up như này đi. Hay đấy. Như nào nhỉ? Bằng này à? Trong nháy này. Như này. Ok, thử nhá. Có gì đâu, này cái này cũng nó viết mà. Rồi. Nhập thử nhá. Áo 4 lỗ to đẹp lắm. Ok nhá. Đấy, kiểu như thế là ok rồi đúng không? Rồi. Thì đấy, giá sản phẩm này mình chơi tiền đô đi. 499 đô. Chọn danh mục áo 4 A3 lỗ. Đấy, bây giờ xử lý nốt cái ảnh này nhá. Đấy, cái ảnh này. Cái ảnh này thì các bạn phải cho cái gì vào? Đúng rồi. Chúng ta sẽ phải chơi multipath form data đúng không? Trong này các bạn sẽ cho tôi một chú được gọi đó là NC tie. NC tie. NC tie. Không được à? Không gợi ý luôn. Về. Viết như nào? Đây đúng không? Đấy nhỉ. NC tie. Bỏ bao tiền làm cái trang này để copy các bạn ạ. Không phải photo, nhưng mà vấn đề là cái ảnh này bây giờ ảnh này mình sẽ là ảnh nhiều.
chọn được nhiều á thì nó sẽ có một cái được gọi đó là multiple, phải không? Như này à? Biết nào nhỉ? Biết nào? ULT này á? Này á? BLE. Hay nhỉ? Thế là mình lựa chọn được à? Là mình chọn được mấy cái ảnh mono đúng không? Đấy, giữ control để chọn đúng không? Ôi, chọn thứ một không chịu rồi. Đấy, tí độ tải mấy cái ảnh này về đi. À, chính ra mấy cái ảnh này rất đẹp nhé. Bọn này nó có mấy ảnh rất nét. Gì? Ừ, ảnh này nét mà. Gì? Góc nghiêng thần thánh đây à? Đây là đâu đây? Điện ngầm à? Ô? À mình có cái này không? Hả? Photoshop à? Chịu rồi. Đấy, ví dụ người ta chọn cái ảnh này. Đấy, sau đó người ta chọn cái này. 1, 2, 3, ok. Đấy, nó cứ chọn cái tệp này này. Thì chúng ta có thể áp dụng giống GS. Ngày xưa chúng ta làm nó tích ở phát, nó sẽ show ra đây luôn. Còn nhớ cái phần làm angular không? Đấy. Tức là cho nó, người ta xem trước ấy. Kiểu vậy, đấy, dùng GS làm thôi, nó đơn giản thôi. Tất nhiên trong Laravel nó sẽ còn một số cái backkit để chúng ta làm cái quản lý ảnh này, ví dụ như là file manager. Laravel có file manager khá là hay. Đây, file manager Laravel. Hoặc là nó sử dụng cái thằng SAP file manager, có nhiều thằng để quản lý cái ảnh này lắm, nhưng bây giờ chúng ta cứ tập up bình thường đã. Cái kia nó dùng JavaScript để nó up node thôi. Hiểu ý không nhỉ? Bây giờ mình sẽ đang code mà tập code mà, đúng không? Thì chúng ta sẽ code với cách đơn giản này trước. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tập thôi. Để submit thì Dona gì quẹt cho ôn nó sẽ ra cái giá trị gì nhá. Đấy. Mô tả sản phẩm đâu? Sao cái mô tả nó ít thế này? Ok, nó sẽ ra rất nhiều thứ. Nhưng chúng ta nhìn thấy ở trong này, photo thì như bình thường, nhưng photo có S thì bất nó sẽ lấy thằng cuối cùng, không đúng như ý muốn chúng ta. Hiểu ý không nhỉ? Cái của chúng ta cần đấy là phải lấy được nhiều, mà các bạn mới lấy được nhiều, các bạn cho tôi cái mảng vào đây. Như này. Hiểu chưa? Đấy, ta sẽ quay lại nhá. Ôi thế nào phải nhập lại rồi. Không, phải nốt lại view thì nó mới nhận được. Đó, thì các bạn nhìn trong này nó là một cái mảng, thấy chưa? Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ thử lý từng thành phần một. Thứ nhất là chúng ta sẽ thêm mới sản phẩm. Sau khi thêm mới sản phẩm thì chúng ta sẽ thêm mới cái ảnh, nhiều cái ảnh chi tiết ấy vào trong cái bảng email product. Đấy, cứ thế lần lượt làm thôi, làm thử nhé. À, bây giờ chúng ta sẽ xử lý upload file đi. Nhỉ, upload file, hay là thêm mới xong upload. Hai upload thử rồi thêm mới. Thực ra người ta sẽ thử thêm mới xong người ta mới upload. Đấy, nếu cái trường ảnh nó là được phép rỗng quá. Nhưng thôi, cái validate các bạn tự làm nhá. Bây giờ chúng ta cứ thêm mới trước đi. Hai upload trước, upload trước đi. Một nhá. Rồi, chúng ta sẽ khai báo Dona file gì nhỉ? File name bằng cái gì? Rồi. Đây. Đúng không? Đây. Đây, new vào đúng không? À, mình hôm trước mình tạo ra một cái đường link shortcut chưa ấy nhỉ? Chưa đúng không? Vì cái này nó mặc default nó sẽ new vào trong cái storage đúng không? Đấy, trong cái thư mục storage này này còn nhớ. Đâu nhỉ thư mục storage mình đâu nhỉ? Hả?
đây đây đúng không? Đấy nó sẽ nhảy vào đấy đấy. Tí mình sẽ phải tạo link để tạo shortcut đúng không? Nhá. Tí tạo xong, bây giờ làm gì đấy? Thêm tiếp sau khi upload được ảnh này, bây giờ thêm mới bảng sản phẩm này. Dùng cái module product đi nhỉ. Nhớ nhá, khi mà thêm với RM thì mình phải định nghĩa một cái field label trong cái module đúng không? À, trong module này, trong cái product này các bạn sẽ thêm cho tôi đó là protect donor field label bằng nhiều chứ, phải làm nhiều nó mới quen tay thì vận may mới đến được chứ. Navel này là cái thằng code nhiều rồi à, tức là bắt chúng ta phải code cũng tương đối. Hay học framework khác đi nhỉ. Gì? Mấy giờ nhỉ? Chết rồi. Nháy gì? Đây đúng không? Chấm phải cả nhỉ. Rồi, bây giờ vẫn yêu cái model có tên là product. Sau đó các bạn làm cho tôi như sau. Thì các bạn vẫn thêm mới rồi, các bạn có thể dùng try cat. Sau đó chúng ta sẽ thêm mới sản phẩm. Có mời đi nhỉ. Mà luôn à? Viết như nào nhỉ? Magia à? Hay IA? GIA như này à? Mượt như này à? Nháy à? À gì? Imagia phải à? Hay chọc đến? File name à? Đây đúng không? Ui. Đây à? Xong gì nữa nhỉ? Xong cái này thì product khai báo một biến đi. Dona product sẽ bằng product 4 chấm create dona chọc đến ôn như này đây chấm phải kiểm tra if nếu có product thì bắt đầu sẽ xử lý app nhiều ảnh. Trong quá trình up nhiều ảnh thì insert luôn vào trong database, hiểu ý nhỉ? Đấy thì cái kia nó là cái mảng cho nên chúng ta sẽ phải chạy fake đây nhá. Để tạm thời chúng ta sẽ lấy cái xem in được ảnh nhiều là DD Dona gì quẹt trỏ đến cái photo quest này như này không cần, như này nó ra mảng ý mà đấy nhỉ. 1 2 3 chạy vòng lặp để mềm bám nốt nó thôi. Chạy vòng lặp của thằng này này đấy. Nếu mà có cái này này hoặc là thậm chí là và nữa, tức là chúng ta kiểm tra nếu người ta sử dụng cái ảnh liên quan đấy, tức là người ta có chọn vào cái photo quét đấy, tức là chúng ta sẽ kiểm tra đó là hash hash file à, hash file hay là cái gì nhỉ, chịu rồi. Có mà không có chết rồi. Hát nhớ là hát hát file như nào, như này thì thử phải biết gì chứ, mà thôi thử sớt luôn đi. Đây đô là dịch quẹt cho hát file này, nhìn thấy chưa, có đấy nhỉ. Level 10 cũng có luôn đấy. À, thằng đấy nó hỏi thôi nhưng chắc chắn nó sẽ có file này đây này đúng không. Cái này phải photo có add nhá, add mình và cái này hợp lý chứ nhỉ, đồng nghĩa cả hai điều kiện đấy đúng không. Đấy, sau đó mình mới chạy vòng for để mình thứ nhất á, mình sẽ chạy vòng for x luôn, chạy cái gì Dona gì quẹt trỏ đến photo quét, hiểu ý không nhỉ.
thì lúc này nó sẽ ra từng cái photo một, hiểu ý không? Đấy, có ai à? Sau đó mình làm gì nữa? Đúng rồi, mình sẽ lấy cái tên ảnh đó, mình sẽ tạo ra một cái file, file name đó. S như này thì cũng được, bằng cho nó đỡ nhạy cảm đúng không? Bằng cái gì nhỉ? Không, cái gì? Cái này là mảng đô la gì quẹt chọc đến photo, đây là một cái mảng, nhưng mà cái value này thì chính là một cái photo vì for x mà, được chưa? Thằng này chính là một cái photo chọc đến cái gì tiếp? Get original file name, được chưa? Này là lấy ra tên, được chưa? Còn di chuyển thì chúng ta làm nào? Gì quẹt trỏ đến photo, cái này không phải mà nó là cái value, chính xác nó phải là cái value chuẩn luôn. Trỏ đến gì? Store như thế này, và trong này chúng ta sẽ chuyển vào đây là file name của app. Và chưa đủ đâu, chưa đủ, và chúng ta phải insert vào trong cái bảng nào nữa, đó là cái bảng này. Bảng này thì nó cần cái gì? Chúng ta vẫn phải khai báo đó là protected đô la view label bằng cái này, nó chỉ cần đó là ID của product ID à, xin trừ ID và email nữa thôi. Tức là một sản phẩm thì sẽ có nhiều cái chi tiết ảnh ấy, cho nên chúng ta mới phân tích database thành thêm một cái bảng nữa là bảng img product này, đúng không? Đấy, được chưa? Ok, thế bây giờ chúng ta sẽ thêm vào trong này thôi. Thêm trong này thì chúng ta sẽ chỉ cần gọi đến nó, đó là cái tên module chúng ta đặt là gì? img product 4 chấm create, cái này chấp nhận cho vào mảng cũng được. Đấy, đây là product sheet chữ ID thì trỏ đến này, khi thêm mới đây này, new vào trong cái biến này rồi đúng không? À, trỏ đến ID nhất là thứ nhất à, như thế. Tiếp theo đó là cái trường gì? Image thì chúng ta new cái tên đúng không? Thì nó chính là cái file name có S này này, trỏ đến. Thế bây giờ người ta chọn bao nhiêu cái ảnh con thì sẽ có bấy nhiêu cái gì nhỉ? Bấy nhiêu lần upload vào trong kia, và cũng có bấy nhiêu lần insert vào trong cái bảng email ở product. Ok chưa nhỉ? Đấy, chưa chắc là đúng không? Cái gì trùng? Kệ nó chứ, nó trùng thì đúng còn gì. Tức là ví dụ một cái sản phẩm một cái áo sơ mi nó có ba cái ảnh mô tả thì nó phải insert vào cái bảng đấy 3 lần, đúng không? Thì nó ứ nó cùng. Ok, ok chưa? Cùng thử nhé, thử không nhỉ? Thử luôn nhé. Sai thì sửa đúng không? Chửa thì đẻ. Ok, hình như đang đê đê. Sao ok cái gì? Đâu mình đê đê đâu nhỉ? À, mình có đê đê đâu đâu. À đây ở dưới, à nó chạy ở dưới, ok đấy là thêm vào trong database rồi đấy. Nhá, kiểm tra này. Thứ nhất là product có một bản ghi này. Ok chưa, có ID là một nhá. Và trong email product phải có 3 bản ghi mới đúng, được chưa? Vào chưa? Đách đâu đúng không? Nỗi gì à? Đúng đúng đúng, thế lẽ ra nó phải caption ở đâu chứ nhỉ? À trong này nó có làm gì đâu, mình đã làm gì đâu, trong cát mình có in ra cái gì đâu mà nói đúng không? À, cái này view cái gì nữa nhỉ? Cái này đấy anh em mình phải điều hướng ở chỗ này nữa này, gì tơn sang index ấy đúng không? Còn cái cát này thì các bạn báo lỗi gì đấy, nhưng mà bây giờ mình tạm thời cho nó ăn ăn và đã ăn. Thế bây giờ mình phải xóa dữ liệu bảng kia đi để test nhỉ, đúng không? Đâu cái này rồi, bây giờ nha mình sẽ tạo cái link shortcut luôn nhé, shortcut ở trong cái thư mục gì đây, artisan link đúng không? Gì vào đây này, copy này. Mất thời gian hơn đi nhỉ. Chạy nhá. Ok, nó sẽ tạo ra một cái shortcut trong thư mục public đúng không? Đúng nhỉ? Đấy, bây giờ mình sẽ chạy thêm mới sản phẩm ra. À, mình xem trong database trong cái thư mục vừa rồi nó đã đẩy ảnh về chưa nhá, stress này. Email này. Nó mới đẩy một cái mà thôi đấy nhỉ. Ai chà 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 chà. Tan một, vậy thì nó có vẻ là chưa nhảy vào trong cái for x của chúng ta rồi.
Cái này này hình như chưa nhảy vào đây rồi. Vào đây hình như chưa đúng. Nó chưa nhảy vào if. Cho nên nó không bắn exception đúng không? Đấy, hát file à. Hát file. DD thì biết rồi. Photo có hát đúng không? Đấy. Chịu rồi. Sao lại không có dùng được hát file như thế này đây? Phải là Dona gì quẹt trở nên hát file. Hát file là cái phương thức của cái đối tượng gì quẹt mà. Có phỏng. Đấy, đúng không? Đúng rồi, mình sai cái chỗ if else này này. Đấy, đúng không? Đái dầm đổ tại chim. Rồi, thử lại nhá. Rồi, bây giờ xem xong nào. Public không? Storage này, email này. Ôi, tuyệt vời rồi. À, xem database nhá. Rồi, đây này. Email này. Đấy, đúng không? Đấy, thì hôm sau các bạn sẽ ghép dữ liệu và chúng ta sẽ hiển thị nó ra thôi. Có, em cho nó bay luôn. Em xóa với cái điều kiện thôi. Xóa cả cái product ID này đi là bay luôn, đúng không? Đấy, thậm chí em xóa luôn cái dữ liệu ở trong cái thư mục đi cũng được mà. Tức là xóa cả cái file trong ảnh đi cũng được mà. Rồi bây giờ danh sách thì thôi các bạn tự đưa ra nhá. Danh sách đưa ra được không? Danh sách thì sau đó cứ sửa xóa đi các bạn về làm nhá. Rồi danh sách nó dễ tôi làm trước này. Còn cái khó các bạn tự làm này. Rồi thì bây giờ danh sách thôi. Biết đâu nhỉ? Resource à? Admin, product đây, đây, đây. Đây đúng không? Bỏ cái nút này đi nhỉ. Rồi, cái này sẽ là thứ nhất là tên sản phẩm này. Tên này dài quá nhỉ. Cái gì nữa nhỉ? Danh mục này. À, giá đi nhỉ. Giá này. Giá KM. Gì nữa nhỉ? Tên danh mục đúng không? Hay danh mục là được. Ảnh nữa đúng không? Mình không có trạng thái đúng không? Đừng đưa cái description ra đây nhá. Ông nào đưa cái description đây nhìn chỉ muốn chửi ở mặt. Đúng rồi, vì nó dài quá. Mình mà chơi nó cho nó ra thì chết đấy nhờ. Đấy, nó chửi cho. Đúng không? À, chưa gì turn view đúng không? Mà biến thì cũng chưa duyệt luôn này. Rồi cái này là gì luôn? Product nhá. Mình tự tin luôn đi. Cái này là product chó lên đêm này. Kia là giá này. Cái này là Sunny Pride này. Cái này là ưu tiêu quảng rồi. KTLV sẽ trừ đi à? Cái ảnh là gì nhỉ? Ảnh là IMG. Đây à? Sinh ra cái này nhỉ? Đố bạn biết đi như nào? Đúng đúng đúng. Cái này phải là asset. Có S không? Không đâu nhá. Xoạc cái gì nè? Chuẩn luôn. Store Z. Store ghép thế nào nhỉ? Biết sai à? Biết nào nữa? Ra. Đây. 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 À ha, xong gì nữa? Email của S. Phạm nhỉ? Xoạc bên ngoài à? Xoắn. Làm sao có nghĩa xoắn nhanh được nhỉ? Không, nó có cái cú pháp ấy. B 2 chấm gì đấy. Như tôi không nhớ. Thế á? Cái này chơi quýt vào đây nhỉ?
viết viết nào nhỉ? Đây đúng không? Đây đúng không? 150 à? 200 đi, 150 rồi. Còn gì nữa? Ngày tạo rồi đúng không? Thế thôi nhỉ? Rồi. Nhớ là trong container bắn về đã, vì trong container mình chưa viết gì cả đúng không? Gì tên này, view này. Xong gì nữa nhỉ? admin.product.index chưa truy vấn dữ liệu đâu ra, chưa gọi đến model đâu nhá, đúng không? Index chấm phải gọi luôn đi, dona product quiet bằng product 4.py phân trang à, thử phân trang các bạn tự làm nhá, ôn luôn đi, phân trang nó dễ, mình có làm cái gì đâu đúng không? Có bao giờ đây này, khi chúng ta làm cái ra trang người dùng á, phân trang như này này thì tôi sẽ hướng dẫn thôi. Còn cái hướng dẫn ở trong cái trang admin thì các bạn, tôi hướng dẫn các bạn rồi đúng không? Admin ấy đơn giản mà. Chỉ có trang hôm sau nó phân trang như thế này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn custom phân trang. Đấy, bởi vì cái theme này nó có thể là không không có sử dụng bằng Bootstrap mà nó dùng cái khác để nó làm cái gì nhỉ? Tức là nó dùng cái khác để nó đâu HTML đâu nhỉ? Vẫn để mình để đâu nhỉ? Đây, tức là nó sử dụng cái có thể nó dùng cái framework khác để nó dựng giao diện chẳng hạn đúng không? Thì đây nhá, ví dụ như nó có một cái trang để phân trang này, product list này. Product list. Đây. Đây, à đây à. À không phải à. Page này. Product đâu nhỉ? Thiếu rồi, trang này thiếu rồi. À đây 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 đây. Symbol product. À, symbol là một à, một là chi tiết à? À thế thì gì? Chịu rồi. Không có trang danh sách à? Có chứ. Danh sách đâu? Này. Ơ? À, chịu rồi, trang này. Full width layout à? Ơ chịu rồi, trang này mình có thiếu rồi. Thiếu sao được, quá chứ. Ơ, à, hỏng rồi. Nó phải có một cái trang chứ, sản phẩm chứ. Đây. Cũng không phải à? Chịu rồi. À, shop à? Đây, 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 đây. Trang shop, đấy nó phân trang như này này. Cái này có thể nó không phải dùng Bootstrap 4, cũng không phải dùng Bootstrap 5. Thì mình làm sao để hiển thị ra được cái này? Đấy, cái đấy hôm sau custom hướng dẫn sau. Ừ, đúng rồi. Đấy, bây giờ mình cứ quay trở lại trang danh sách thử đã. Khó đấy, không phải dễ đâu. Ơ, nó gì này? À, chưa compact à? Compact chưa đấy? Đấy, danh mục này lấy đưa ra tên nữa là xong đúng không? Đấy kiểu gì nhỉ? Quan hệ đây là quan hệ gì? Đúng, quan hệ 1-1 nhưng mà đảo ngược đúng không? Thì trong cái product này chúng ta sẽ sử dụng đó là be non to. Đây đúng không? Hay nhỉ? Đấy, cái này là category à? Ok luôn mà, comment đàng hoàng luôn đúng không? Nhớ xóa cái này đi, không lại phải view ấy. Cái này là, cái này là gì nhỉ? Category. Đấy, bỏ lại đi, bởi vì mình đặt tên chuẩn hết rồi đúng không? Sao lại be not too many nhỉ? Cái thằng là tính này à? Này, mô tả thôi nhỉ? Chịu rồi. Chọc đến đêm nó nhỉ? Này là KTA của trang index thì sẽ là KTA V. Chọc đến đêm nữa. Đêm của danh mục á thì nó sẽ ra đúng không? Đấy, áo ba lỗ này. Dạ. Yeah.